người được giới truyền thông đặt nhiều câu hỏi, trong đó đáng chú ý là việc chuẩn bị cho thời tiết đang rất lạnh tại Thường Châu của các cầu thủ U23 Việt Nam. Trước khi sang Trung Quốc, chúng tôi đã tìm hiểu rất kỹ về điều kiện thời tiết trong thời gian diễn ra giải đấu. Tôi đã chuẩn bị các phương án kỹ lưỡng để đối phó với thời tiết giá lạnh. Dù sao, trong hai ngày vừa qua, tuyết rơi dày và trời rất lạnh. Hy vọng là thời tiết sẽ tiến triển tốt hơn trong ngày mai. Vị huấn luyện viên người Hàn Quốc đánh giá rất cao U23 Uzbekistan và coi đây là đối thủ có năng lực rất toàn diện tại giải năm nay. U23 Uzbekistan là một đối thủ rất mạnh. Chúng tôi đã từng chạm trán họ ở giải giao hữu M150, nhưng giờ đây họ đã mạnh hơn rất nhiều. Việc vào đến chung kết với những chiến thắng thuyết phục, U23 Uzbekistan đã thể hiện điều đó. Đây là một đội bóng có kỹ thuật cá nhân điêu luyện, tốc độ cao và các cầu thủ rất khỏe. Các cầu thủ mang áo số 4, 8, 9 và 10 là những cầu thủ rất lợi hại. Ngoài các cá nhân ra thì U23 Uzbekistan cũng là một đội bóng có tổ chức tốt, kết cấu đội hình chặt chẽ. Cũng trong buổi họp báo, huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ rằng ông đã được xem những hình ảnh cổ động viên Việt Nam ăn mừng chiến thắng trên các đường phố. Ông cùng các học trò ý thức được trách nhiệm của mình để không làm các cổ động viên Việt Nam thất vọng. Đây cũng là điều được đội trưởng Lương Xuân Trường chia sẻ. Chúng tôi đang có sự chuẩn bị tốt và sẽ tập trung 100% cho trận đấu tới. Các cầu thủ đều ý thức rất rõ trách nhiệm của mình, đó là mang đến niềm vui cho các cổ động viên Việt Nam. Huấn luyện viên trưởng đã nói với chúng tôi rằng toàn đội đã đi được một chặng đường rất dài ở giải đấu lần này và ông khuyên chúng tôi thật bình tĩnh, cố gắng hết mình trong trận đấu tới. Huấn luyện viên Khaydarov của U23 Uzbekistan cũng đã tham dự buổi họp báo sáng nay với một chia sẻ rất đáng chú ý khi đánh giá U23 Việt Nam là một đội bóng có lối chơi tập thể tốt. Vì thế, các cầu thủ của ông sẽ tìm cách hóa giải lối chơi của đội tuyển U23 Việt Nam thay vì tìm cách khóa chặt một cá nhân nào đó. Nhóm phóng viên Đài truyền hình Việt Nam cũng đã ghi nhận tình hình thời tiết tại Thường Châu, nơi vẫn đang tràn ngập một màu trắng của tuyết ở thời điểm một ngày trước khi bóng lăn. Tại thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc này thì nhiệt độ thường xuyên dưới 0 độ C. Và theo như chúng tôi hỏi những người dân ở đây thì phải đến rất nhiều năm nay mới có một trận tuyết rơi dày như vậy. Và cũng chính vì mưa tuyết đã khiến cho rất nhiều những chuyến bay bay đến Thường Châu vào ngày hôm qua đã không thể hạ cánh bởi vì lý do an toàn mà phải chuyển sang thành phố khác. Và các du khách đến đây để xem bóng đá, xem trận đấu chung kết giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan nếu đi ngày hôm qua thì nhiều khả năng đều phải qua các thành phố khác. Và ngày hôm nay thì các phương tiện khác, ví dụ như là tàu điện chẳng hạn, để đến Thường Châu thưởng thức trận đấu này. Ngoài đường thì tuyết rơi dày và có cả băng nữa, cho nên là ngay cả đi bộ thì cũng rất dễ trơn trượt, và khi đi bộ cũng cần rất cẩn thận để tránh những chấn thương. Với các cầu thủ thì đây cũng là một điều kiện hoàn toàn không lý tưởng một chút nào để thi đấu một trận bóng đá, đặc biệt là với các cầu thủ Việt Nam. Tất cả đều đang chờ đợi về trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan. Và chúng ta thấy rằng là rõ ràng ngoài đối thủ rất mạnh, chúng ta cần phải chiến thắng thời tiết nữa. Về Khuê, phóng viên Đài truyền hình Việt Nam đưa tin từ thành phố Thường Châu, Trung Quốc. Từ vòng tứ kết đến bây giờ thì dư luận Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến tổ trọng tài bắt các trận đấu của U23 Việt Nam. Hai trận đấu vừa qua, mỗi trận chúng ta đều phải chịu một quả phạt đền không hoàn toàn thuyết phục và không ai muốn nhìn thấy điều tương tự ở trận chung kết. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu chung kết đã được chỉ định. Trọng tài chính là ông Manning, trọng tài đang giữ danh hiệu còi vàng của bóng đá Trung Quốc. Trong 3 lần ông cầm còi ở các trận đấu có các đội tuyển Việt Nam thì chúng ta thua 2, thắng 1. Trận thắng duy nhất đó là trận thắng 2-1 trước đội tuyển Malaysia tại bán kết lượt đi AFF Cup 2014. Chắc chắn người hâm mộ Việt Nam đang chờ đợi một trận đấu công tâm và chính xác từ ông Manning. Cũng theo ghi nhận của phóng viên chúng tôi thì đã có rất đông các cổ động viên Việt Nam có mặt tại sân bay Nội Bài để đến Trung Quốc cổ vũ cho các cầu thủ của chúng ta. Tất nhiên, không nhiều người có điều kiện để làm điều này và những người khác thì họ có những cách khác để tiếp sức từ xa. Chắc hẳn quý vị đã ít nhất một lần bắt gặp được những chiếc xe độc đáo như thế này ở ngoài đường phố. Chủ nhân nào cũng muốn chiếc xe của mình thật khác biệt. Đặc biệt nhất có lẽ là chiếc xe này.
Hình ảnh huấn luyện viên Park Hang-seo cùng lá cờ Việt Nam trên tay đã được chủ nhân trang trí một cách đầy sáng tạo. Chiếc xe mới vừa đăng ký cũng ngay lập tức được dán hình ảnh huấn luyện viên Park Hang-seo cùng đội tuyển sẵn sàng cho trận chiến sắp tới. Còn chiếc xe này đã được thay đổi màu sơn thành màu đỏ cờ, với hàng chữ ghi tên vị huấn luyện viên được nhắc tới nhiều nhất trong những ngày qua. Màu đỏ trở thành gam màu chủ đạo được lựa chọn. Hình ảnh xe đầu kéo trở nên nổi bật và thân thiện hơn khi mang màu cờ và sắc áo của đội tuyển U23 Việt Nam. Tương tự như thay ảnh đại diện trên mạng xã hội, cách trang trí này được khá nhiều chủ xe tìm đến để dán bên hông xe. Chủ nhân của những chiếc xe trang trí lập thành hội và họp nhau lại để chuẩn bị kế hoạch cổ vũ cho trận chung kết. Trận chung kết giải vô địch U23 châu Á giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 27 tháng 1 và sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh VTV2 và VTV6.